Chào tất cả em, các thành viên của lớp ôn thi viên chức giáo dục tỉnh Lai Châu. Xin mời các em đang ở trên mạng, chúng ta cùng vào lớp để cùng thầy chúng ta giải đáp bộ đề số 2. Thì chúng ta đã thấy thầy đang lên lớp chúng ta vào buổi tối nay bộ đề 60 câu, bao trùm toàn bộ 4 văn bản nằm trong giới hạn thi của tỉnh Lai Châu, đúng không ạ? Đó là luật lao động 2019, luật giáo dục 2019, nghị quyết số 29 và luật viên chức 2010, sửa đổi 2019. Chúng ta thấy trùng hợp thì tất cả 4 văn bản đây đều có số 9, đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta thấy thầy sẽ tiếp tục giải đáp cho các em, cũng như thông qua giải đáp thì thầy giải thích để chúng ta nhớ được em nhé, nhớ được các nội dung rất quan trọng trong bộ đề. Thì bộ đề này thầy đã xây dựng trên cái khung với trọng tâm chúng ta rơi vào các cái phần chính yếu, thường những các cái câu hỏi mà sẽ có, các anh chị nhớ nhé, là sẽ có trong cái bộ đề để chúng ta dễ dàng ta làm, và các những cái câu hỏi trọng tâm với những cái từ khóa gọi là key đấy, để chúng ta các em dễ nhớ, dễ làm từ một câu đó chúng ta có thể làm nhiều câu khác, đúng không? Đấy là cái mong muốn của thầy để hỗ trợ tốt cho mọi người thông qua từng bộ đề mà chúng ta thực hành với nhau các em nhé. Thì rất mong các em tham gia thường xuyên trong các buổi giải đáp của thầy để chúng ta nhớ các phần đó. Chúng ta đi vào câu hỏi số 1. Theo luật lao động 2019, thời gian tập sự đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn kỹ thuật từ cao đẳng trở lên là bao lâu? Thì các em nhớ chọn cho thầy phương án ở đây. Đối với công việc mà chức danh nghề nghiệp trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đẳng trở lên thì chúng ta chọn cho thầy với thời gian tập sự là không quá 60 ngày em nhá, là phương án B. Đó là, thế còn phương án A là 180 ngày thì nó dành cho đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp, luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp. Đấy, nội dung nó rõ trong khoảng 1 điều 25 đấy. Thế còn của chúng ta về cái phần với cái chức danh nghề nghiệp từ cao đẳng trở lên là không quá 60 ngày nằm trong khoản 2 của điều 25 về thời gian thực việc. Thế còn nếu mà phương án C chúng ta thấy rồi, không quá 30 ngày thì là phải dành cho chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp hoặc công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ. Thế còn phương án là B đấy, anh chị thấy là không quá 6 ngày làm việc là đối với các công việc khác. Đấy, chúng ta thấy như ta làm một câu hỏi này, ta nhớ được 4 câu luôn, đúng không? Đấy, nhớ phương án A là nó là 180 ngày nó phải dành cho liên quan người quản lý doanh nghiệp, đúng không? Phương án B là chúng ta chọn câu hỏi này là không quá 60 ngày dành cho người trình độ cao đẳng trở lên. Còn phương án C không quá 60 ngày để dành cho người trình độ từ chuyên môn trung cấp đấy, công nhân kỹ thuật. Còn phương án D 6 ngày làm việc ở công việc khác. Đấy, các em học làm một đề một câu là chúng ta được 4 câu luôn các em nhá. Đấy, các em học như vậy nó hiệu quả. Câu 1 ta chọn là B là lý do như vậy. Các em rõ chưa? Đấy, chúng ta thấy rất rõ nhá. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 2. Thì cái này thì chắc là các em cũng không khó khăn gì. Chúng ta có thể đi làm rồi, chúng ta thấy nó rất là quen thuộc thôi, đúng không? Liên quan về cái hưởng lương trong thời gian tập sự đấy, trong thời gian thử việc. Và thì chúng ta thấy ở đây về cái hưởng lương trong thời gian thử việc, tiền lương người lao động trong thời gian thử việc thì nên là do hai bên thỏa thuận rồi. Nhưng ít nhất là chúng ta bằng bao nhiêu phần trăm mức lương công việc đó ấy, thì ta nhớ cái tỷ lệ nó rất là quen thuộc. Đó là phương án C là 85% các em nhá. Thì các em nhớ cái phần câu 2 các em chọn thầy là C. Các em rõ chưa? Đấy là chúng ta chọn là phương án 85% đấy, trong thời gian thử việc. Thì cái phần thấy nhắc lại cái phần tiền lương thử việc thì hai bên họ thỏa thuận, nhưng tôi thấy là ít nhất các em nhớ về cái phần ở đây, đúng không? Là chúng ta thấy là người lao động sẽ được hưởng 80% tiền lương các em nhá. Thì câu 2 là C. Câu hỏi số 3 thì theo luật lao động 2019, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động bao nhiêu thời gian thì mình thời gian báo trước, đúng không? Thì cái này ra nó trước là theo luật lao động nó cũng khá gần giống với luật viên chức liên quan hợp đồng không xác định thời hạn đấy. Thì ta nhớ đều chung ở đây là ít nhất 45 ngày em nhá, gắn hợp đồng không xác định thời hạn hợp đồng lao động, thế còn mới viên chức là hợp đồng làm việc. Đấy, ta nhớ từ khái niệm chữ hợp đồng đấy, nhiều bạn băn khoăn bảo thầy ơi em ký hợp đồng đấy, sau này em trở thành viên chức cũng hợp đồng của thầy. Một hợp đồng đấy là chúng ta chưa trở thành viên chức chúng ta ký hợp đồng lao động, thế còn chúng ta trở thành viên chức chúng ta ký hợp đồng làm việc. Thì về thời gian báo trước là thế rồi, có hợp đồng không xác định lao động ấy, hợp đồng lao động không xác định hạn là ít nhất là 45 ngày. Thế còn phương án mà chúng ta thấy là ít nhất 30 ngày nó dành cho nếu mà người lao động có hợp đồng lao động xác định thời hạn đấy, có từ 12 tháng đến 36 tháng là chúng ta phải báo trước ít nhất 30 ngày. Thế còn cái câu trả lời cho thấy là 3 ngày làm việc ít nhất 3 ngày là dành cho người lao động hợp đồng xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng các nhá. Thì đây câu hỏi liên quan gắn với hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì chúng ta thấy rồi, phương án đây là chúng ta phải chọn cho thầy là D là ít nhất 45 ngày các nhá. Các em rõ chưa? Đấy thì
chúng ta học hiểu, chúng ta vận dụng như vậy nhá, thì chúng ta sẽ nhớ ngấm thấm để chúng ta làm một đề được tốt em nhá. Chúng ta đi tiếp ở câu hỏi số 4. Theo luật viên chức 2010, viên chức bị toán kết phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị toán kết án hành vi tham nhũng kể từ ngày bản án của quyết định toán có hiệu lực pháp luật thì viên chức bị kỷ luật hình thức nào? Chúng ta thấy rồi, gắn cái từ khóa mà toán kết án hay là hành vi tham nhũng thì em luôn gắn với chữ hình thức là buộc thôi việc, em chọn là A, câu 4 là A em nhá. Câu hỏi số 5, theo luật viên chức 2010, hình thức kỷ luật nào dưới đây không áp dụng đối với viên chức? Thì em nhớ phải chọn là giáng chức. Vì các em phải nhớ hình thức kỷ luật đối với viên chúng ta nó khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì dành cho viên chức quản lý đúng không? Và buộc thôi việc, nên là giáng chức là dành cho công chức lãnh đạo quản lý cơ. Chúng ta là viên chức thôi, là thế chọn là C. Đấy, chúng ta nhớ hình thức kỷ luật viên chức là ta loại là thôi em nhá. Câu 5 là C. Câu hỏi số 6, theo luật viên chức 10, trong thời hạn xử lý kỷ luật, người đứng đầu đơn vị lập quyết định tạm đình chỉ đúng không? Nó thấy là rõ về liên quan tình công tác của viên chức trong thời hạn bao nhiêu ngày. Thì chúng ta nhớ rồi, về tạm đình chỉ công tác đầu tiên là không quá 15 ngày. Đúng không? Còn trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày ấy, thì chúng ta nhớ là phương án đây chính xác là phương án D, cả A và C đều đúng em nhá. Thì câu 6 anh chọn trả lời là D. Câu hỏi số 7, theo luật giáo dục 2019 có bao nhiêu hành vi bị nghiêm cấm trong các cơ sở giáo dục? Thì chúng ta thấy rồi, đâu là hành vi thấy rất rõ đúng không? Ta thấy về cái nội dung ấy, về cái phần hành vi mình nghiêm cấm cho động dục đấy, mà chúng ta nhớ với công thức là xúc xuyên, giam, hút, ép, bỏ đấy, chúng ta thấy rồi. Thì chúng ta nhớ là 6 hành vi, em thuộc thành là C nhá. Câu 7, em thuộc thành là C. Và từ cái câu hỏi số 7 này chúng ta sẽ vận dụng vào câu hỏi số 8. Đâu là hành vi thứ 3 bị nghiêm cấm cho cơ sở giáo dục? Thì thấy rồi, xúc xuyên đúng không? Giam thì chúng ta sẽ là hành vi thứ 3 rồi. Thì chúng em nhớ là chọn là thành là C nhá. Xúc xuyên, giam, hút, ép, bỏ thì chúng ta thấy là 6 hành vi đấy, thì đang hỏi về hành vi thứ 3 thì các em nhớ chọn cho thầy là phương án C, câu 8. Câu hỏi số 9 thì chúng ta thấy liên quan đến điều 47 về luật giáo dục 2019 trường công lập do đấy nên nó bán chủ thể đầu tư bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu, thì các em nhớ rồi, đã gắn với công lập là gắn nhà nước nhá. Nghĩa là cơ quan người đại diện về đầu tư bảo đảm hoạt động điều kiện đầy chủ sở hữu, em chọn thầy là A các em nhá. Đấy, chúng ta thấy rất là rõ. Nhưng còn nếu mà cộng đồng dân cư thì chúng ta thấy rồi, nó là liên quan đến dân lập cơ, đúng không? Thấy rất là rõ nhá. Đấy, thì phần đây phương án này về công lập là chọn thành A. Câu hỏi số 10, theo điều 47 là 2019 trường dân lập đúng không ạ? Đấy, thì đầu tư xây dựng cơ bản trước điều kiện như thầy nói đấy, từ khóa dân lập là dân cư thì rõ ràng rồi, các em chọn ngay phương án B do cộng đồng dân cư đấy, gồm cơ sở cá nhân tại thôn ấp bản làm buôn phun sóc xã phường thị trấn đấy, thì rõ ràng câu hỏi số 10 các em chọn thầy là B nhá. Đấy, chúng ta nhớ cho thầy nhá, thì câu 10 là B. Câu hỏi số 11, theo điều 47 của luật giáo dục 2019, trường tư thục đấy cũng vậy, chủ thể đầu tư để đảm bảo điều kiện hoạt động thì chúng ta nhớ chọn thầy phương án C, đó là nhà do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài. Đấy, ta nhớ là tư thục thì nhớ là chữ nhà đầu tư, đấy, còn dân lập là dân cư, còn công lập là các nhà nước. Chỉ cần thấy cái nội dung trong cái điều câu 11 là thấy là tư thục trước đây họ cái từ khóa của nó là các tổ chức kinh tế xã hội, nhưng bây giờ với luật giáo dục 19 ấy họ thay đổi chữ nhà đầu tư. Đấy, trong lúc nước ngoài thì 11 em chọn thầy là C em nhé. Câu hỏi số 12, theo điều 25 của luật giáo dục 9, hội đồng quốc gia thẩm định chương trình mầm non do ai thành lập để thẩm định chương trình mầm non? Thì các em nhớ thẩm quyền hội đồng thẩm định thành lập này do bộ trưởng đào tạo, thì các em nhớ chọn thầy là C. Thì cái mẹo sau này cứ gắn chữ hội đồng thẩm định, dù là chương trình giáo dục mầm non hay là hội đồng thẩm định giáo dục phổ thông thì đều cụ thể thẩm quyền quyết định là bộ trưởng đào tạo các em nhé. Đấy, ta nhớ cái mẹo như vậy. Thì còn 12 các thầy là C là như vậy. Câu hỏi số 13, theo điều 28 của luật giáo dục 19, giáo dục phổ thông bao gồm các cấp học, thì chúng ta thấy chọn thầy phương án là phương án C, đó là giáo dục tiểu học, giáo dục cơ sở và giáo dục trung học cơ sở. Cái điểm mới của luật giáo dục 2019 so với luật giáo dục 2019 là thêm cái từ giáo dục ở đây, trước đó chỉ là tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông, thì bây giờ trong các cấp học là giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục phổ thông em nhé. 13 các thầy là C. Câu hỏi số 14, theo điều 28 của luật giáo dục 19, giáo dục tiểu học được thực hiện trong mấy năm học? Thì cái này các em quen rồi, từ lớp 1 lớp 5 thì chắc chắn là chọn thầy là B, 5 năm rồi đúng không ạ? 14 là B. Câu hỏi số 15, theo luật viên chức 2010 tuyển dụng là gì? Thì tôi thấy khái niệm rất là rõ trong khoản 3, trong 3 của điều 3 về giải thích từ ngữ đấy, thì tuyển dụng là những từ khóa lựa chọn người có phẩm chất, trình độ đúng không? Và năng lực vào làm viên chức trong đơn vị nào, thì rõ ràng mấy phương án ở đây là A, mấy cái từ khóa đầy đủ. Thế còn chúng ta thấy những cái B chẳng hạn, lựa chọn phẩm chất thì nó đã được rồi, nhưng vào làm tại đơn vị trung lập là không đúng, mà làm trong em nhé.
và vào làm viên chức, họ thiếu từ vào làm viên chức cũng là xa. Thì còn cái C thì thiếu rất nhiều rồi, cái vế đằng sau hàng loạt đấy, đúng không? Cái D thì đây lựa chọn người có năng lực là không đúng, từ khóa là người có phẩm chất trước, đúng không? Như từ khóa học trong bài giảng, từ khóa mà thầy nó hướng dẫn ấy, thì chúng ta thấy rõ ràng là 15 lựa chọn là A là như vậy, em nhá. Ở câu hỏi số 16, theo luật viên chức 2010 có mấy nguyên tắc quản lý viên chức, thì theo điều 6 đã thấy rồi, có còn 4 nguyên tắc trong quản lý viên chức ấy, đúng không? Chúng ta thấy là rất là rõ rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta đã được học 2B cộng VT đấy. 2B, B chính là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, B bảo đảm quyền chủ động đề cao trách nhiệm đầu, V chính là việc tuyển dụng viên chức trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm, còn T chính là tuyển liên quan đến thực hiện bình đẳng giới em nhá. Đấy thì bốn nguyên tắc đấy là chính là bốn từ khóa mà thầy dẫn các em là 2B cộng VT nhá. Thì 16 là các em chọn thầy là C. Câu hỏi 17 chúng ta thể áp dụng được công thức mà rồi thầy đã hướng dẫn cho các em, đó là gì, là khẳng định là sau đây là không đúng nguyên tắc quản lý viên chức. Chúng ta nhớ rồi, 2B đã thấy rồi, bảo đảm lãnh đạo của Đảng đúng rồi, cái A đấy, cái C bảo đảm quyền chủ động đúng rồi, đúng không? Thì chúng ta thấy là người ta không đúng nữa, đúng không? Thì chúng ta thấy là ta xem cái B có chữ V, việc tuyển dụng, nhưng mà chúng ta nhớ việc tuyển dụng đây là trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh của chức làm, đây đó là trên quan điểm lãnh đạo đơn vị là sai, là không đúng, thì rõ ràng phương án 17 phải là B, là lý do như vậy các em nhé. Câu hỏi số 18 liên quan đến nội dung của tên chương 1 tên là gì, thì các em nhớ tên chương 1 có tên là những quy định chung với 10 điều từ điều 1 đến điều 10, đúng không? Đấy, thì em chọn thành là B. Xin cái A quyền nghĩa vụ viên chức thì nó thấy là chương A, đúng không ạ? Từ điều 11 đến điều 19 rồi. Thế còn cái C tuyển dụng sử dụng viên chức thì nó thấy nó nằm chương 3, đúng không? Nó là chương nhiều nhất ấy, với 7 mục và 27 điều đấy, đúng không? Đấy, từ điều 20 đến điều 46 thôi. Thế còn với D khen thưởng xử lý vi phạm thì nó nằm chương 5 cơ, đúng không? Từ điều 51 đến điều 57 thôi. Đấy, nên đây hỏi về chương 1 thì các em nhớ chọn thầy là B các em nhá. Chúng ta đi vào câu hỏi số 19, theo luật viên chức sửa đổi 19, cơ quan nào quy định chi tiết tiêu chí phân loại đơn vị lập hàng loạt, đấy chúng ta thấy biết rất là dài, cần nhớ là cơ quan quy định chi tiết, chúng ta nhớ 95% công thức thần thánh thể đưa ra các em là gì, chọn là chính phủ, các em chọn là B. Đấy, còn câu hỏi họ biết dài thôi, còn chung kệ họ, đúng không? Chúng ta cứ nhớ cái công thức vi diệu của thầy để chúng ta trả lời nhá. Thì 19 em chọn thầy là B. Câu hỏi số 20, luật giáo dục 2019 được quốc hội 2014 vào thứ 7 thông qua, ngày tháng năm có hiệu lực thi hành, thì các em nhớ chọn thầy là B. Luật giáo dục 19 có hiệu lực thông qua, nghĩa là ban là thông qua là ngày 14 tháng 6 2019, thì gọi là luật 19 đấy, và có hiệu lực thi hành sau hơn một năm, sau đó là ngày 1 tháng 7 2020, các em chọn thầy là phương án B nhá. Câu hỏi số 21, theo luật giáo dục 19 thì module là gì, chúng ta nhớ từ khóa đây chính là đơn vị học tập được tích lũy kiến thức kỹ năng này và thái độ, đúng không? Liên quan thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề, thì từ khóa chọn là A. Thế còn cho thấy là liên quan đến cái B là đơn vị học tập tích hợp kiến thức kỹ năng rồi, đúng không? Kiến thức thiếu từ kiến thức rồi, đúng không? Nó chỉ có kỹ năng và thái độ thôi là loại rồi. Cái C đơn vị học tập kiến thức kỹ năng và thái độ, nhưng mà thấy thực hiện ở đây phải là thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc thì nó thiếu đoạn đấy, đây họ chỉ nói trọn vẹn một công việc của một nghề là sai rồi. Còn cái D thì chúng ta thấy rồi, thực hiện của nhiều nghề là không đúng các em nhá, mà chỉ là một nghề thôi. Đấy, chúng ta nhớ từ khóa vậy là 21 này các em chọn thầy là A. Câu hỏi số 22, theo luật 19, ai là người quyết định phê duyệt khung cơ cấu hệ thống công dân và khung trình độ quốc gia, thì nhớ thẩm quyền đây thuộc về chính phủ, liên quan phê duyệt khung cơ cấu công dân giống liên quan gắn chữ đại học ấy, liên quan đến quyết định thành lập trường đại học các thứ này là gắn thẩm quyền thủ tướng ấy, các em nhớ nhá. Thì chúng ta nhớ câu hỏi 22 các em chọn thầy là B trong luật giáo dục các em nhá. Câu hỏi số 23, theo luật 19 thì chuẩn kiến thức kỹ năng yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực người học quy định trong luật giáo dục 19 được cụ thể hóa thành các khoa đối với cơ sở nào, thì các em nhớ chọn thầy là B là giáo dục phổ thông các em nhá. Đấy, chúng ta nhớ sách giáo khoa là gắn với giáo dục phổ thông, đúng không ạ? Ta nhớ nhá, cái mẹo như vậy. Đấy, cụ thể hóa thành sách giáo khoa mới thì cái chuẩn kiến thức kỹ năng để nhớ thành gắn với cấp học và phổ thông, thì 23 là thành B. Câu 24, theo luật 19 chuẩn kiến thức kỹ năng yêu cầu cần đạt về phẩm chất học quy định trong khung trình giáo dục được cụ thể hóa thành giáo trình tài liệu giảng dạy, đây là một cái mẹo chúng ta gắn thầy nhắc trên rồi, sách giáo khoa các trình kiến thức các thứ đấy cụ thể hóa thành khoa gắn phổ thông, còn đây các kiến thức kỹ năng mà chuẩn hóa cụ thể hóa thành giáo trình tài liệu giảng dạy thì gắn với cơ sở giáo dục gì nghề nghiệp và giáo dục đại học, thì rõ ràng là 24 em có thể là C em nhé, để ta nhớ phần này luôn được chưa. Chúng ta đi vào câu hỏi số 25, theo điều 87 và 19 ấy, các con nào căn cứ vào nhu cầu địa phương đấy, nhu cầu địa phương phân bổ chỉ tiêu cử tuyển cử người đi học tiêu chuẩn
xét duyệt cho bố trí việc làm cho người học sinh tốt nghiệp thì thẩm quyền này các em nhớ gắn với ủy ban nhân cấp tỉnh em nhé. Thì 20 năm các em chọn thầy là B. Câu hỏi số 26, theo điều 87 giáo dục người học theo chế độ cử tuyển có trách nhiệm gì? Thì em sẽ chọn thầy là phương án D, trở về làm việc tại địa phương nơi cử đi học, được xét tuyển và bố trí việc làm. Thì 26 em chọn thầy là D em nhé. Câu hỏi số 27, theo điều 88 của luật giáo dục 19, người học có thành tích trong học tập rèn luyện đấy đúng không? Thì chúng ta thấy là được chủ thể thẩm quyền nào khen thưởng? Thì khi mà người học thành tích học tập đấy rèn luyện thì thấy được cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục em nhé khen thưởng. 27 em chọn thầy là A. Câu hỏi số 28 liên quan đến nghị quyết số 29 đúng không ạ? Theo quyết số 29 thì đâu là những vấn đề cơ bản về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trung học? Thì các em nhớ là ngay chọn là A, đầy đủ về tư duy, nhận thức, mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá, đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý, cơ chế quản lý. 28 chọn là A. Theo đi tiếp của 29, theo quyết số 29 thì đâu là quan điểm chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học ở bậc phổ thông? Thì các em nhớ chọn thành là A, là chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học các em nhé. Đấy thì chúng ta nhớ chọn cho thầy phương án 29 là A. Chúng ta đi vào câu hỏi số 30. Theo quyết số 9 thì hệ thống giáo dục Việt Nam bao gồm, cái này cũng được cụ thể hóa trong luật giáo dục 19 rồi đấy, gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên. Thì các em nhớ câu hỏi 30 này các em chọn thầy là B. Câu hỏi số 31, theo quyết số 29 thì đổi để đổi mới giáo dục thành công thì khâu then chốt chính là, thì chúng ta nhớ chọn thầy là phương án A, đó là phải đổi mới tư duy, nhận thức, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và đổi mới cơ chế quản lý giáo dục. Thì 31 các em có thấy là A các em nhá. Chúng ta đi tiếp câu hỏi số 32, theo quyết số 29 đâu là chìa khóa để đổi mới cơ chế quản lý giáo dục? Thì các em chọn thầy phương án B là tăng quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, và chúng ta thấy nó nằm trong cái nhiệm vụ giải pháp thứ 5 rất là rõ rồi đúng không? Đấy thì chúng ta thấy là 32 các em chọn thầy là B. Chúng ta đi vào khoảng 33, theo nghị quyết số 29 đó là đổi mới về căn bản đúng không ạ, toàn diện trong đào tạo nhằm mục tiêu đào tạo con người Việt Nam. Thì chúng ta nhớ chọn thầy phương án D, cả B và C, đó là phát triển toàn diện đúng không, mục tiêu tổng quát thế rồi, yêu gia đình, yêu tổ quốc, đồng bào sống tốt và làm việc hiệu quả với cộng sinh một quốc, cũng như đảm bảo các yếu tố pháp lý tiềm năng riêng của cá nhân đúng không. Đấy, còn cái A là chưa đúng thấy rồi, nằm trong nội dung mục tiêu tổng quát là thấy rõ. Thì chúng ta nhớ câu hỏi 33 có thể là D. Câu hỏi số 34, theo nghị quyết số 29 đúng không? Thì đâu là mục tiêu giáo dục phổ thông trong đổi mới căn bản toàn diện đào tạo? Thì chúng ta thấy rồi, đây thực ra nếu mà chúng ta thường hay nhầm khoảng D, cả A và B, nhưng mà cái B nó sai ở cái đoạn mà thiếu từ tin học, chú trọng ngoại ngữ chết tiếng Anh và tin học thì họ bỏ từ tin học thì là sai rồi, cái C thì là nội dung không đúng. Thì chúng ta thấy phương án D phải là A. Đấy, còn nếu mà trong trường hợp họ đưa cái chữ tin học vào chú trọng ngoại ngữ chết tiếng Anh rồi chữ tin học thì là phải chọn phương án D là B em nhé. Còn đây không có từ đó thì học vào thì chọn là A, tập trung hình thành công dân, năng lực thực hành và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Em thấy nó giản nghĩa rất rõ, em hiểu rồi, 34 là A. Câu hỏi số 35, nghị quyết số 29 đúng không, mình là một cái bản toàn diện xác định mục tiêu phấn đấu để chúng ta đạt trình độ tiên tiến trong khu vực năm nào, thì em nhớ chọn cái mốc là C, 530 em nhé, 35 em chọn thầy là C. Câu hỏi số 36, theo nghị quyết số 29 hệ thống công dân thì phải hoàn thiện theo hướng nào, thì cái này cũng ta nhớ rồi, hệ thống giáo dục mở đúng không, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập đấy. Thì chúng ta nhớ là chọn cho thầy là phương án A em nhé, 36 là A. Chúng ta đi vào phòng 37, theo nghị quyết số 29 trình độ chuẩn của giáo viên tiểu học cho cơ sở phổ thông, giảng viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp là như thế nào? Thì các em nhớ chọn thầy bây giờ chuẩn hóa rồi, từ tiểu học trước đây thì với 2009 là thấy rồi, tiểu học thì là trung cấp thôi, trung học cơ sở chỉ là chúng ta thấy là chỉ là cao đẳng thôi, nhưng bây giờ thấy rồi tất cả từ tiểu học trở lên đấy, liên quan giáo viên tiểu học cơ sở, giáo viên giảng viên cơ sở nghề nghiệp thì là trình độ đại học trở lên và có năng lực sư phạm thì 37 em có thể là B em nhá. Chúng ta đi tiếp ở câu hỏi số 38, chúng ta thấy về nắm nội dung về quan điểm, về quan điểm thứ mấy đấy. Chúng ta nhớ từ khóa giáo dục là quốc sách đầu, chúng ta nhớ hỏi là quan điểm thứ mấy, phần đầu sau ngày đầu tiên rồi thì nó là quan điểm thứ nhất, chỉ đạo thứ nhất em nhá, 38 là A. Câu hỏi số 39, theo câu hỏi 9 thì đâu là nhiệm vụ giải pháp thứ hai về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo? Thì chúng ta nhớ là cái quan điểm đầu tiên là gắn với đảng, gắn cử sinh đạo của đảng, quan điểm thứ nhất. Quan điểm thứ hai chúng ta nhớ gắn với liên quan đến chú trọng phát triển năng lực phẩm chất người học đấy, thì em chọn là B để hỏi về nhiệm vụ giải pháp thứ hai mà. Thế còn phương án C cho thấy rồi, đó là quan điểm thứ ba, đổi mới căn phương pháp thi đấy. Còn cái D, hệ thống giáo dân theo hệ thống giáo dục mở đấy, học tập suốt đời, thì chúng ta nhớ đó là quan điểm thứ tư. Như học một câu vài ta nhớ được 4 câu hỏi luôn đúng không, 4 quan điểm thứ tự như vậy ta nhớ nhá. 39 là B là như vậy. Câu hỏi 40,
đâu là nghĩa vụ thứ tư cho là nghề nghiệp viên chức quy định tại điều 17 của luật viên chức 2010. Thì điều 7 quy định về 7 nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp mà. Nên là hỏi về nghĩa vụ thứ tư thì nó thấy các em chọn là thầy phương án D, thường xuyên học tập nâng cao trình độ. Còn cái A nó chính là nghĩa vụ thứ nhất là thực hiện công việc nhiệm vụ. Còn cái B nghĩa vụ thừa là phục vụ tốt với đồng nghiệp là nghĩa vụ thứ hai. Còn nghĩa vụ thứ ba là chấp hành sự phân công là nghĩa vụ thứ ba. Còn cái D thường xuyên tập là nghĩa vụ thứ tư. Còn nghĩa vụ thứ năm là ta nhớ là chữ K ấy, thầy nói là 3T cộng 2C cộng TK. Cái K là không hướng dẫn thì viên chức là tuân thủ 4 quy định là 3C cộng 1K ấy. Còn nếu mà nghĩa vụ thứ 6 là liên quan đến cái chịu sự chịu trách nhiệm đấy, trong công việc đấy. Và thứ 7 là ta nhớ là nghĩa vụ khác, đúng không? Thì chúng ta thấy là đây hỏi nghĩa vụ thứ 4 thì em trở thành là D nhá. Câu hỏi số 40 này. Câu hỏi số 41 theo điều 18 của viên chức 2010, đâu nghĩa vụ của viên chức quản lý làm điều 18 thứ 2C cộng 2T cộng 1X đấy. Thì chúng ta thấy rồi, thì viên chức quản lý chúng ta phải nhớ tìm chữ được giao quản lý phụ trách rồi, đúng không? Thì tổ chức thực hiện đấy, từ khóa T đấy, đúng không? Thấy các em nhớ chọn thầy là B. Và cái A từ thực hiện công nhiệm vụ được giao này thì ta nhớ là gắn với nội dung về phần nghĩa vụ chức hoạt động nghề nghiệp 17 cơ. Và cái C ý thức tổ chức kỷ luật là liên quan nghĩa vụ chung của viên chức ở điều 16 cơ, đúng không? Còn cái D nghĩa vụ khác là cũng là điều 17 rồi, là đúng không? Hoặc là nghiệp hỏi về viên chức quản lý thì chọn thầy là B nhá. Phương mẫu là B là như vậy. Chúng ta đi vào câu hỏi 4A. Theo đồng chí 10, thời gian tập sự viên chức là bao lâu? Chúng ta căn cứ vào khoản 2, điều 27 của đồng chí 10 thấy rất rõ rồi. Em đọc thầy là B, từ 3 tháng đến 12 tháng, 42 là B. Hỏi 43, theo đồng chí 10, đối với hợp đồng xác định thời hạn thì trước khi kết hợp đồng bao nhiêu ngày thì người đồng lập quyết định ký tiếp hoặc là chấm dứt. Đấy, cái mẹ này nó liên quan cái việc mà hợp đồng xác định thời hạn, đúng không? Hợp đồng thời hạn thì không chỉ ký một lần thôi, còn không là hợp xác định thời hạn thì hết. Thế thời gian mà trước khi ký tiếp hoặc là chấm dứt thì nhớ gắn này là từ khóa gắn 60 ngày các em nhá. 43 thì đoạn thầy là B. Câu hỏi số 4, theo luật viên chức 10, đơn vị lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đối với trước khi ông đông là bao lâu? Thì chúng ta nhớ rồi, các em cứ nhớ cái mẹo là với hợp đồng không xác định thời hạn là 12 tháng liên tục ông đông, và hợp đồng xác định thời hạn thì 6 tháng liên tục ông đông. Thì đây chỉ phương án đây đúng là đây là chọn A. Còn cái B thấy rồi, từ 36 tháng cũng có trong từ khóa của chúng ta, đúng không? Đấy. Còn khoản này cũng không vậy, CD từ khoản loại rồi, đúng không? Đấy, các em nhớ nhá. Thì 44 em chọn thầy là A. Câu hỏi số 45, theo đoàn viên chức 2010, viên chức có mấy năm liên tiếp bị phân loại đánh giá mức không hoàn thành nhiệm vụ khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng, thì các em nhớ chọn thầy là B là 2 năm liên tiếp. Đấy, cái từ phân loại đánh giá thì đây là theo viên chức 10, còn nếu là viên chức số 19 từ phân loại đánh giá này nó thành xếp thành chữ là xếp loại chất lượng, các em nhá. Đấy, thì chúng ta nên có hẳn một cái nghị định 90/20 quy định về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức. Đấy, thì đây là câu hỏi 45 viện dẫn là viên chức 10 thì vẫn từ phân loại đánh giá. Và câu hỏi về thời gian thì nhớ chữ 2 năm nhá, 2 năm liên tiếp. Thì nếu mà chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng. 45 cái trở thành là B. Câu hỏi số 46, theo quy định của viên chức 10 dưới đây khẳng định là học sai. Theo quy định hành thì viên chức ta thấy rồi, từ khóa phải là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí làm việc đơn lập theo chế độ làm việc, đúng không? Hưởng lương từ quỹ lương đồng lập. Như vậy phương án A là không đúng rồi, không nhất thiết là công dân Việt Nam là sai rồi, chọn là A em nhá. Câu hỏi số 47, theo quy định của viên chức, sau quản lý viên chức thì phải đảm bảo nguyên tắc. Thì chúng thấy rồi, nguyên tắc quản lý viên chức là điều 6 là 2B cộng VT, thì chúng ta thấy rồi, bảo đảm lãnh đạo của Đảng rồi, thống nhất của nhà nước rồi. Thế còn cái A là từ khóa các loại rồi, 2B cộng VT thì là như từ C đâu, đúng không? Chịu sự đánh tra bản chất là nguyên tắc cho hoạt động nghề nghiệp. Thế còn cái T đã có T của chúng ta là T thực hiện ranh giới. Còn ta thấy là cái C và cái D là T là T tận tụy phục vụ dân, tuân thủ quy trình. Đó là nguyên tắc cho hoạt động nghề nghiệp em nhá. Với công thức là 3T cộng 1C cơ. Điều 5. Còn đây nguyên tắc quản lý là điều 6 2B cộng VT. Đấy các em nhớ giúp thầy. 47 là B là lý do như vậy. Rồi số 48 theo số 19 thì chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo năm học. Thì năm học thấy rồi, các em chọn thầy là phương án D, giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, 48 là D, các em nhá. Chúng ta đi tiếp vào 49, theo đó 19 thì chương trình giáo dục nào được tổ chức thực hiện theo liên chế và theo phương pháp tính mô đun, tín chỉ, ta nhớ từ tín chỉ kết hợp lên. Thì ta thấy rồi, gắn tín chỉ là gắn với nội dung của giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, đúng không? Còn với tổ chức thực hiện theo năm học là với học mầm non và học phổ thông, các em nhá. 48 thì là D và 49 thì chúng ta phải chọn là C. Đấy, 49 là C là như vậy. Câu hỏi số 50, theo luật giáo dục 19 thì ai là người quy định về thực hiện chương trình giáo dục và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo trình độ giáo dục học giáo dục nghề nghiệp. Hiện tại hai vế ở đây, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, giáo dục học là gắn với Bộ trưởng đào tạo, còn giáo dục nghề nghiệp gắn với Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Vì vậy phương án ở đây về chương trình giáo dục đấy thì chúng ta nhớ là
là khen chuẩn với giáo dục đại học và nghề nghiệp là gắn với hai thẩm quyền của hai bộ trưởng, chọn là D, 50 là D em nhá. Chúng ta đi tiếp câu hỏi số 51. Theo luật giáo dục 2019 đúng không? Thì chúng ta thấy là cơ quan nào quy định chi tiết, đấy, ta nhớ được nghe từ quy định chi tiết là mừng rơi nước mắt rồi đúng không? Hướng nghiệp về phân luồng giáo dục theo từng giai đoạn, hướng nghiệp quy định chi tiết là gắn với chính phủ, thì chúng ta thấy em chọn đây 51 là A em nhá. Câu hỏi số 52, câu hỏi số 19 thì ai người quy định việc dạy học bằng tiếng nước ngoài trong các cơ sở giáo dục, thì em chọn thấy là B là Thủ tướng Chính phủ. Đấy, em nhớ chọn thấy là B nhá. Thì là 52, em thấy là B là như vậy. Câu hỏi 53, câu hỏi số 19 thì cơ quan là khuyến khích tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số được học tập tiếng nói chữ dân tộc mình qua quy định của Chính phủ. Mình thấy đây mẹo em rồi. Chủ thể đấy là cơ quan là quy định thì là Chính phủ đúng không? Chiếm đa số 95%, còn từ khuyến khích tạo điều kiện ưu đãi đúng không? Có chính sách là luôn gắn với chủ thể nhà nước, thì 53 em có thể là A như vậy em nhá. Câu hỏi số 54 là theo luật 19 đâu là hành vi thứ năm bị nghiêm cấm các cửa giáo dục. Đấy, như thầy đã dạy rồi, xúc xuyên, gian hút, ép lợi, thì chúng ta thấy là đây chính ép chính là ép buộc học sinh không thu tiền, chính là hành vi thứ năm. 54 em chọn thầy là C nhá. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 55, theo điều 25 của luật 19 thì hội đồng thẩm định chương trình giáo dục mầm non phải có đủ ban thành viên là nhà giáo đang dạy cơ sở mầm non. Thì chúng ta nhớ cái mẹo về hội đồng thẩm định mà liên quan thành viên dù là chương trình mầm non hay phổ thông, cái thành viên số lượng đây đều là đáp án chung là ít nhất 1/3, thì câu 55 em chọn thành là B em nhá. Câu hỏi số 56, theo điều 28 và 19 học sinh vào lớp 6 phải, thì em chọn thành là A đúng không, là hoàn thành chương trình tiểu học có tuổi là 11 tuổi và được tính theo năm. Cái mệnh đề được tính theo năm nó cũng rất mới trong luật giáo dục 2019, còn trước đây với luật giáo dục 2009 không có. Đấy, các em nhớ nhá, 56 em chọn thành A. Câu hỏi số 57, theo điều 29 của luật 19 đâu là mục tiêu của cấp học nào đây? Chúng ta nhớ cái từ khóa như thầy nói là củng cố phát triển kết quả của giáo dục học. Cái học là cấp dưới đã trải qua rồi, củng cố là mình đã qua rồi đúng không? Phát triển. Thì rõ ràng sau tiểu học phải là trung học cơ sở rồi, đúng không? Thì phải là mục tiêu của trung học cơ sở. Thì em chọn thành là B, các em nhá, 57 là B. Câu hỏi số 58, theo điều 34 của luật giáo dục 2019 học sinh học chương trình tiểu học có điều kiện theo quy định bộ giáo dục tạo đúng không? Đủ điều kiện thì được ai cấp giấy xác nhận hoàn thành học bạ của chương trình tiểu học chúng ta không cấp bằng mà chỉ là xác nhận thôi đúng không, hoàn thành học bạ chương trình tiểu học đấy, thì em nhớ thẩm quyền là gắn người đứng đầu và được thành lập là hiệu trưởng tiểu học. Thế còn mà cấp bằng thì chúng ta thấy bắt đầu từ trung học cơ sở, trung học phổ thông đúng không? Đấy, chúng ta nhớ mới cấp bằng trung học cơ sở là sẽ phương án là B đấy. Ở đây là người đứng đầu có chuyên môn phụ trợ ủy ban nhân dân cấp huyện, chính là chức danh tương đương là trưởng phòng đào tạo đấy, đúng không ạ? Và cái C với giáo dục đào tạo thì cho thấy là nó liên quan đến cấp bằng của trung học phổ thông đấy, mà với luật giáo dục chính họ quy định là người đứng đầu cơ quan chuyên môn ủy ban nhân dân cấp tỉnh đấy, tương đương chức danh giáo dục đào tạo, em nhớ chưa ạ? Thì chúng ta thấy câu hỏi số 58 chọn A và thầy giải thêm cái hiểu về cái bậc cấp bằng và xác nhận là như vậy. Câu hỏi 59 thì theo điều 34 luật giáo dục chính thì học sinh học chương trình trung học cơ sở đủ điều kiện theo quy định bộ giáo dục đào tạo thì được ai cấp bằng tốt nghiệp đấy, cấp bằng trường cơ sở. Và phương án mới là luật 19 chọn là B, người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục ủy ban cấp huyện chức danh tương đương chính là trưởng phòng đào tạo cấp huyện, nên họ viết dài ra so với luật 2005 họ viết dài hơn rất nhiều đúng không ạ? Thì chúng ta thấy câu hỏi 59 chọn thành là B nhá. Câu hỏi 60, theo điều 34 luật 19 học sinh học chương trình trung học phổ thông có đủ điều kiện theo định bộ trường đào tạo thì được dự thi và nếu yêu cầu thì là cấp bằng, đấy là tỉnh tiến lên thôi, thì chúng ta chọn phương án là C, là người đứng đầu cơ quan chuyên môn về thuộc ủy ban cấp tỉnh chính là chức danh tương đương là giám đốc sở đào tạo em nhá. Đấy, thì chúng ta nhớ giúp thầy, thầy đã đáp xong trọn vẹn 60 câu của đề số 2 của kỳ thi viên chức giáo dục tỉnh Lai Châu theo giới hạn 4 văn bản của chúng ta, luật lao động 2019, nghị quyết số 29, luật giáo dục 2019, rồi luật viên chức 20 sửa đổi 2019, có 4 số 9 như vậy. Thì hy vọng các em hiểu những giải đáp của thầy, những giải thích của thầy để chúng ta bổ sung phần kiến thức các em nhé, để chúng ta cũng tốt kỳ thi tới. Và nữa xin được cảm ơn các em đã tham dự buổi học tối nay, được chưa? Thì chúng ta sẽ hàng tối là sẽ đồng hành với nhau các bộ đề 60 câu đến tận ngày thi của các em, đảm bảo đầy đủ các nội dung kiến thức nha, trên khung chương trình các bộ đề 3 văn bản mà thầy đã gửi cho các em liên quan đến luật giáo dục 2019, luật viên chức 20 sửa 2019, rồi mình quyết số 29, còn bộ luật lao động vì nó trọng tâm thời tiết trọng số trong còn nó ít nên thầy đưa thẳng trực tiếp vào bộ đề 60 câu ta làm luôn đấy, câu nào ta học là được câu đấy luôn, các em rõ chưa đấy, thì thầy chia sẻ để chúng ta nắm bắt được các em nhá, cần học những nội dung trọng tâm học đúng học trúng nha, để phục vụ tốt cho kỳ thi. Thì cảm ơn các em đã tham dự học tối nay, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi tối mai.
chúng ta tiếp tục giải đáp bộ đề để chúng ta làm quen các dạng thức 60 câu bộ đề kỹ thuật các em nhé. Cảm ơn các em rất nhiều. Vâng, xin chào tất cả các em.